lên trên trời cả rồi. À là các con của cô là lên trên trời hết rồi hả? Dạ. Là tổng cộng mấy đứa mới lên trời rồi? Ba đứa, thứ tư là được thằng ấy. À bây giờ là chỉ có một mình anh. Có chặt thằng ấy nuôi hai mẹ con nuôi nhau rồi thôi. Dạ. Số tiền này là hồi đó nhờ là anh đã cầm chưa nè? Dạ chưa. Chứ ở đây là số tiền khá là lớn cả nhà. Dạ. Đó. Cô nhận giúp con. Vậy ôi đừng có cảm ơn vậy. Anh xin cảm ơn các tấm lòng vàng của các mạnh thường quân Lúc nhé. đó là tôi như bốn đứa rồi con chắc ăn thôi nên là đó rồi Dạ. bốn thằng rồi con thằng ấy nữa là như nuôi cha mẹ là như biển biển đất cả Có lẽ là đây là cũng là lần đầu tiên mà Tấn thấy được một người mẹ giống như kiểu là người mẹ bất lực, mẹ không làm được gì, mẹ chỉ biết ngồi đó nhìn các con như vậy, mà bây giờ thì chỉ có tựa vào người con đây nữa thôi, mà người con này thì cũng chỉ có một mắt và tay chân thì như vậy cả nhà. Xin được kính chào các cô chú anh chị đã đến với kênh của anh em. Hiện tại thì anh em đang có mặt tại ở đây là Bến Cát, Bình Dương cả nhà. Và hôm nay thì anh em quay trở lại đây thăm một cái hoàn cảnh, đó là chú Một Mắt, cũng như là chú Một Mắt mà chú đi bán vé số nuôi cả gia đình nữa cả nhà. Hôm nay thì cũng nhận thêm được một số tiền rất là lớn để có thể là lên đây trao cho chú. Không biết là chú có ở nhà hay không, bất thình lình như này là có lẽ là chú đang ở nhà nữa cả nhà. Ôi con chào cô, chào chú hôm nay không không đi bán à? À thôi mình vô đi ha. Dạ cho phép con vô được không chú? Dạ. À, con bật điện ha. Chào cô, chú hôm nay khỏe không? Dạ, con đi bán mới về nằm nghỉ tí thì giờ chuẩn bị 1 giờ đi bán tiếp rồi. À 1 giờ là phải đi bán tiếp hả? Dạ. Dạ rồi. Giờ bé còn thì trời mưa quá không có ngồi bán được hết. Rồi sức khỏe như thế nào nói cho con biết với. Đi ngồi nhiều nó mệt, nó đau đau người á. À đau người hả? Dạ. À đây cả nhà, tức là chú thì chỉ có một một bên mắt thôi, và một bên mắt thì nó che lại rồi. Dạ, chú có thể là giới thiệu lại tên tuổi cho mọi người biết được không? Dạ, tên là Phan Đình Tường ạ. Dạ, năm nay bao nhiêu chú, bao nhiêu tuổi? 51. 51 tuổi hả? Dạ. Thì bữa giờ Sinh con đăng cái đoạn video đó chú thấy như thế nào? Dạ, hồi tối thì có xem qua cái mà giờ từ hồi nãy tìm mà tìm giờ nó trôi đâu tìm không thấy. Tìm không thấy nữa hả? Dạ. À, bữa giờ thì chú đi bán có được nhiều không? Dạ bán chậm lắm, mưa quá mình không có ngồi bán được á. À không có Giờ bán cái được lề đường nó cao rồi xe mình không có vượt lên được á. à? Dạ Vượt lên là nó lật xe là nằm nó luôn á. dạ à, điều đặc biệt ở đây á, thì chú Tường lại có hai cái chân lại không đi lại được, và thậm chí là Thẳng ra không có được luôn. dạ thậm chí là ngồi xe Honda cũng không được chú ha. Dạ. Chú có thể là cho tụi con biết được cái chân của chú như thế nào không ạ? À? Cái này thẳng ra không có được luôn. Dạ, rồi bữa giờ bố của chú có điện vào không? Dạ có. À, bố chú nó làm sao? Ở nhà một mình vậy thôi. Cũng nói bố là ở nhà gắng giữ gìn sức khỏe thôi. Dạ, cái điều lo lắng nhất của chú hiện tại bây giờ thì chú lo lắng như thế nào? Dạ thì nhiều nhiều vấn đề lắm ạ. À, nhiều vấn đề hả? Dạ. À, nhiều vấn đề như thế nào? Chú nói cho tụi con biết với. Thì về trong này giờ đây về cái mùa mưa này bán không có được. Một hai nữa là ông già ở ngoài quê á, nếu mà có vấn đề gì là gọi điện vào cái mình phải về liền á, tốn kém lắm. Nếu như mình không có tiền về thì phải làm sao chú? Dạ, nếu mà không có tiền cũng phải vay rồi để có tiền đủ tiền xe mà về chứ, Vay không không về ai là cho không mượn thì được. làm sao? Có khi nào mà Dạ. chú đi mượn tiền ai mà người ta không cho chưa? Nhiều rồi chứ, À, người ta nói với chú người như thế ta nào? thấy mình như thế này sợ không có trả cho người ta đấy, À, người ta không có cho vay. người ta không cho vay, người ta nói khó dễ không? Không, người ta nói không có À, người ta thôi. nói là không có. À, dạ. Ôi, cô, khỏe không cô? Khỏe hả?
À, bữa giờ là cô có hay đi 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 lạc nữa không? Không, bây giờ không có đi xa nữa. À, là tức là chú dặn cô là không có đi xa nữa hả? À, cô đừng có đi xa nha. Không đi xa được, đi xa lạc đường. À, cô cũng sợ lạc đường hả? Rồi con của cô đi tìm cô bao nhiêu lần rồi? Nhiều rồi đó. Là sao, là sao? Nhiều lần lắm rồi. Có một lần nào mà anh đi tìm cả một ngày một đêm hay là bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm chưa? Có đêm mà tìm không thấy được. Mà mãi tới sáng hôm sau là mới thấy có người trở về ấy. Ôi trời ơi. Mà đi sau đêm không biết là đi phương hướng nào mà ngủ ở đâu không biết luôn á. Lạc đường á. Về hỏi không có nhớ cái gì hết luôn mà. À, là cô không nhớ gì luôn à? Chỉ lo là bà đi thì xe người ta va quẹt đụng vậy á. Rồi nằm ở đâu đó là mình biết đường nào mà tìm ấy. À. Lo vậy á. Mệt mỏi lo nhá mà. Lên cả trên công an phường luôn mà. À. Báo với công an phường. Rồi công an phường cho bên tuần tra ấy. Dạ. Đi tìm. Thì là lý do là tại sao là mẹ mình lại ra nông nỗi như thế này anh nhỉ? Thì nói chung bị suy sụp tinh thần ấy. À. Tức là người mẹ trước đây á, thì cô là có tổng cộng là 4 người con. Đúng rồi. Nhưng mà sau đó thì là những người con của cô là 3 người con của cô là đã mất hết rồi. Đúng rồi. À, cũng có lấy vợ lấy con đúng không? Cũng đúng có rồi. Cháu đúng không? Nhưng mà tự nhiên bỗng dưng thì là phát bệnh ra đúng một lúc luôn. Đúng rồi. Và mất cả 3 người. Đúng rồi. Thì là lúc đó thì là cô suy sụp hay sao? Đúng rồi. Là sao anh có thể kể lại cho mọi người biết không? Thì kiểu con cái như vậy thì đau xót thì suy sụp tinh thần thôi. À. Trong 3 người con đó thì mình mất trong 1 năm hay là như thế nào anh? Là cách nhau 1 năm. Cứ 1 năm là mất một người. À. Đây thì Tấn sẽ nói chung thì không phải là mình soi mói chuyện gia đình hay là sao đâu cả nhà, nhưng mà hỏi về cái cụ thể cũng như là cái hoàn cảnh á, cái gia cảnh á, để mình có thể là mình các cô chú mạnh thường quân hoặc là các cô chú cộng đồng mạng hiểu thêm hơn nữa. Dạ cô. Rồi cái từ khi mà mình sanh các con ra thì cái lúc đó là đã có những biểu hiện lạ chưa cô? Dạ, sinh ra thấy có cháu ấy bị tắt là sẵn rồi đó, những người thằng mấy người kia thì sinh ra thì bình thường nào cũng biết. À, tức là mấy người kia là bình thường hết, bình toàn thường bộ hết. À, nhưng mà phát bệnh thì cứ một năm là mất một người. Có gia đình rồi khi đó phát bệnh. Thương nhỉ. Thì cái là mẹ là từ trước á là rất là bình thường. Dạ, nhưng mà sau đó thì tỉnh táo. À, các con thì sức khỏe yếu thôi chứ còn thì dạ. Tỉnh táo bình thường. Và có con, các con mất từ từ thì cô lại có một cái tinh thần nó không có được thoải mái và sau này đúng thì rồi. Cô sẽ bị một cái gì đó nó cứ suy nghĩ nhiều á, suy nghĩ rồi đâm suy sụp tinh thần. À. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Có 2 mẹ con ở vào đây đi bà nó sổ chứ. Dạ. Ở nhà cũng làm gì. Được, các con của cô đâu hết rồi? Các con của cô đâu hết rồi? Thì cả cô lên trên trời cả rồi. À, là các con của cô là lên trên trời hết rồi hả? Dạ. Là tổng cộng mấy đứa lên trời rồi? 3 đứa, thứ tư được sang đấy. À, bây giờ là chỉ có một mình anh. Cô có biết là một mình anh bây giờ là phải gồng gánh cả một cái gia đình không? À, là chỉ có một mình anh thôi đúng không? Thương không? Thương không? Thương không? Thương nói còn sao? Nói đi. Thương chứ cũng biết làm. Tí thương là biết thương rồi chứ chứ cũng biết làm sao cả. À vậy đó hả? Thử ôm thử nói là con sao đi. Nói thương sao? Hôm nay thì con chắc thằng này nuôi 2 mẹ con nuôi nhau rồi thôi. Dạ. Cô có lo lắng một cái điều gì nữa không? Lo chứ cũng biết làm sao chứ nói được cả. Như lo không biết làm sao. Dạ. Anh có lo lắng một cái điều gì không anh? Nhiều chứ ạ. Nói chung bây giờ trước giờ hiện tại bây giờ thì lo nhiều nhất là ông bà mà ốm đau.
là thuốc men rồi người chăm sóc đó. Một người con rất là có hiếu luôn. Tuy rằng mình tay đừng có để cho người ngoài người ta nhìn vào người ta khinh bỉ này nọ kia, là nói ông bà nhà nó cái thế này thế kia rồi khổ rồi cái gì đó, mình tránh cái tình trạng đó. Chứ nói chung người tốt cũng rất nhiều mà người xấu thì cũng không hiếm, người ta cứ nói này nói kia. Hồi đó tới giờ là đã có ai nói với lại gia đình mình là mày như thế này hoặc là chú như thế này hoặc là như thế nào chưa? Nhiều chứ ạ. Người ta nói như thế nào chú? Có người khinh là mình không có đủ khả năng để làm nhà mà ở ấy. Nhưng mà cuối người cùng khinh vặt đấy. Rồi cuối cùng như thế nào? Chú có nhà thì ở thì mình chưa? Cũng có nhưng mà không có bằng người ta thôi. Nhưng mà vẫn có nhà ở đúng không? Dạ. Đó. Nói chung là mưa gió thì không có dột. Rồi người ta nói như thế nào nữa? Người ta nói là mình mà làm được người ta đi đầu xuống đất đấy. Ôi giời, rồi cuối người cùng là người ta như thế nào? Đi đâu? Không đi đúng không? Đó. Bởi vì mình không có thể cho để những cái con người mà có cái tâm địa xấu đó khinh mình được. Mình phải vượt mọi khó khăn. Đấy cả nhà. Để vượt lên. Đây là những cái dây chuyền, những cái kết nối mà phải nói là những cái lời nói của chú thật sự phải nói là quá là đỉnh luôn. Một người chú chỉ có một mắt thôi, tay chân không thể nào mà làm được những gì, tay chân chỉ bán vé số thôi mà nuôi tất cả gia đình mình. Đó là cha mẹ, và cuối cùng cũng vì động lực người ta khinh bỉ mà chú phải phấn đấu để xây được một căn nhà, cho dù căn nhà đó không được khang trang nhưng mà dù sao chăng nữa thì che nắng che mưa ở mùa bão miền Trung cũng có thể ok đúng không chú ha? Dạ. Hôm nay thì con nhận được thêm một số tiền của các cô chú mạnh thường quân xuống đây để có thể là giúp đỡ cho chú với là cô ở đây. Dạ. Có tiền ha. Dạ. Mạnh cho anh mượn cái máy mà. Hôm nay Tấn tới đây cũng như là có anh Nhịp Sống Phương Nam kế bên thì tụi con á là lên cái đoạn video đó thì là nhận được một số tiền của các cô chú mạnh thường quân khá là lớn đó chú ạ. Dạ. Đó. Thì hôm nay thì Tấn xin phép đọc tên của các cô chú mạnh thường quân. Tấn xin chân thành cảm ơn dì Tiên ở bên Mỹ 2.400.000, chị Mai Đoàn và anh Việt Lê là 10 triệu. Là cái 10 triệu này á là cái tiền sửa xe mà hôm ha. Với lại là cái tiền mà trả nợ ở ngoài chỗ mình mua thiếu người ta đó. Mình phải trả cho người ta trước. Đúng rồi. Đó, xong rồi còn dư nữa thì mình mua gạo mình ăn. Nhá. Đó là 10 triệu. Anh Việt 500.000, chị Ánh Bắc Cali Mỹ 1 triệu. Hôm nay thì tổng cộng Tấn nhận được là 13.900.000. Dạ. Số tiền này là hồi đó giờ là anh đã cầm chưa nè? Dạ chưa. Chưa. Đi làm đây, này có đếm đi rồi, làm. Đếm sẵn rồi. Đây là số tiền khá là lớn cả nhà. Dạ. Đó. Thì Tấn xin trao cho các cô chú, Tấn trao cho gia đình luôn ha. Dạ. Đây cô dạ. Nhận giúp con. Vậy cho. Ôi đừng có cảm ơn vậy. Con xin cảm ơn các tấm lòng vàng của các mạnh thường quân nhé. Nước đó nó giống như bộ nương rồi, con chắc ăn thôi nè, nè, đó thôi. Dạ. Nhiều khi bà có một cái tâm sự đúng nào rồi. Đó mà mình không có thể nào mà thấu hiểu được. Để cho bà tự nhiên mà. Sao bà có tâm sự gì? Bà nhìn lên đó bà nói cho tụi con biết. Sao bà lại? Được con 4 tháng rồi con tháng mấy nữa là như nuôi cha mẹ là như biển đất lắm cả. Có lẽ là đây là cũng là lần đầu tiên mà Tấn thấy được một người mẹ giống như kiểu là người mẹ bất lực, mẹ không làm được gì. Mẹ chỉ biết ngồi đó nhìn các con như vậy mà bây giờ thì chỉ có tựa vào người con đây nữa thôi. Mà người con này thì cũng chỉ có một mắt và tay chân thì như vậy cả nhà. Rất là thương. Nhìn đi được chứ không. Dạ. Đứng được nước thì ngồi thì chứ nó ăn được chỉ nước gà. Em cũng xin nói thẳng và nói thật này. Nếu không tin những lời nói của em, anh lấy cái giấy em cho cái địa chỉ luôn về xác minh gia đình luôn. Không.
không, cái đó không có quan trọng. Đó, nói thật luôn á. Tụi em đã nhìn như thế này, quý mạnh thường quân đã nhìn như thế này thì đã hiểu rồi. Cho địa chỉ để ra xác minh thực tế ở gia đình thì mới thấu hiểu được. Hình như là anh Mười cũng có phần quà đúng không? À, đúng rồi. À, có cái máy nó có thái được chú Tường không? À, có, anh xin ra xíu. Đúng rồi. Rồi, ok. Cái nhà nó có chắc bộ rồi. Chắc bộ nhà này nó. Thương cụ quá. Bà nói chung là cầm số tiền lắm. Lớn á, bà rất là công đặc. Ấn đẹp nó khổ hơn con chó. Thôi bà, cụ, à, thôi, cụ, ha, cụ cố gắng lên nha. Dạ. Ấn bà biết sự khởi khổ hơn con chó rồi. Chỉ được có người chỉ được cái nơi đủ thôi. Nó khổ hết cả rồi. Bây giờ bà cố gắng bà kìm nén lại ha, bởi vì con cũng nghe chú Tường nói là bà bị cái bệnh nói chung là lúc nhớ lúc quên nhé, đôi lúc là sợ kích động quá là nó ảnh hưởng tới sức khỏe. Dạ thôi bà cố gắng kiềm chế lại ha. Thì thưa chú Tường với là thưa bà, thì con là tên Mười trên kênh Nhịp Sống Phương Nam, thì hôm nay thì con cũng đại diện chị Thanh ở Hà Nội gửi cho chú một phần quà là 500.000. Dạ dạ, con gửi chú ha. Rồi con cũng chúc chú với bà là dồi dào sức khỏe ha.